Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music ngay lúc này đây. Tại showroom 347 Điện Biên Phủ, đội ngũ nhân viên đang chuẩn bị những cây đàn organ và piano điện lên đường đến với đại lý tại Vĩnh Long, bao gồm organ Kirkman K150, model mới đang cực cháy hàng, K360 và piano điện Artesia Performer. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Toàn bộ thùng đàn đều được đóng gói rất chỉnh chu, hình thức vô cùng chu đáo. Các thùng đàn rất chắc chắn bằng những tấm bìa nhiều lớp được dán cố định với băng keo. Trên thùng đầy đủ thông tin sản phẩm nên anh em hãy yên tâm về chất lượng nhé. Đầu tiên sẽ là Artesia Performer, chiếc piano thuộc phân khúc tầm trung đến từ Mỹ, sở hữu âm thanh 3D chất lượng cao mà còn cung cấp nhiều chức năng vô cùng hiện đại. Và Kirkman K360 đã xuất hiện rồi đấy, với bộ nhớ mở rộng của đàn lên đến 150 điệu, dư khả năng cho anh em đi show cũng như luyện chơi những bản nhạc hot trend trên TikTok, là bước đệm để anh em chơi chuyên nghiệp. Đây là organ K150, đàn sở hữu chức năng sustain dùng để chơi piano. Quấn đàn thôi nào anh em, hai bạn nhân viên dùng ni lông bọc quanh đàn nhiều vòng tất cả các mặt để tránh ẩm ướt và ảnh hưởng gió thời tiết, bảo vệ tối đa sản phẩm để khách hàng cũng như đại lý có thể sở hữu những chiếc đàn piano và organ hoàn hảo nhất, chất lượng nhất. Thì tim sẽ phủ xung quanh bằng dây bóng giảm va đập và chai xước. Hàng đã được đóng gói chỉnh chu đến thao tác cuối cùng. Các bạn hãy theo nhân viên bên mình mang đàn ra xe để chuẩn bị lên đường đến đại lý nhé. Lần lượt từng cây đàn được mang ra để lên xe căn chỉnh cố định thật cẩn thận trước khi xuất phát. Vậy là buổi chuẩn bị đàn giao đến đại lý tại Vĩnh Long đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu organ yêu thích và cả piano, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.